Liên Facebook đâu ạ. À, thực sự có rất nhiều bạn cũng như có rất nhiều khách hàng muốn nhắn tin trực tiếp cho Ngọc để mà liên hệ hướng dẫn tư vấn gói vay, hoặc là hướng dẫn đăng ký để vay, hoặc là giải đáp thắc mắc liên quan tới vấn đề tài chính, nợ xấu hay là gì đó. Cái nào mà Ngọc biết thì Ngọc sẽ trả lời, cái nào nó nằm trong cái giới hạn cho phép của bản thân, giới hạn cho phép của công việc, của nghiệp vụ thì Ngọc sẽ trả lời, cái nào mà Ngọc không biết thì Ngọc không trả lời, còn hoặc là cái nào mà nó quá quá giới hạn cho phép thì Ngọc cũng sẽ không trả lời. Thì mọi người ơi, ở trên cái kênh TikTok của Ngọc, Ngọc có để là Vulcano Khánh Ngọc, cũng sẽ là cái tên trên Facebook của Ngọc. Mọi người cứ vào Facebook gõ Vulcano Khánh Ngọc, hoặc là trên cái ảnh đại diện của TikTok Ngọc có để cái hình ảnh đại diện của Facebook luôn. Mọi người cứ lên trên Facebook mọi người và nhắn tin cho Ngọc, Ngọc sẽ dành thời gian để trả lời mỗi ngày. Ai có nhu cầu gì, muốn vay tiền hay là muốn tư vấn gì, mọi người ơi cứ nói rõ ra hết rồi Ngọc sẽ vào Ngọc trả lời. Chứ đừng có là hello anh hay là hi hay là thả tim, có người thì thả dấu chấm, có người thì thả like. Trời ơi, nhiều tin nhắn lắm, Ngọc sẽ không có biết cái tin nhắn nào đang cần những cái vấn đề gì để mà trả lời. Nên mọi người ơi, nhớ lại nè, ví dụ giống như là anh ơi em đang muốn vay tiền, hoặc là anh ơi em bị cái này đó, hoặc là cảnh báo lừa đảo hay là gì đó, hoặc là hỏi Ngọc cái này có bị lừa đảo hay không đó, thì cứ nhắn tin và ghi hết nội dung, Ngọc dành thời gian Ngọc sẽ trả lời. Cảm ơn mọi người rất nhiều.